Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em claim 10.000 token RTS. Một token này đã list trên sàn Pancake Swap các bạn. Để claim được thì các bạn join vào kênh Telegram group mình các bạn, hoặc là list phần link mô tả mình, các bạn copy con chắc các bạn. Sau khi các bạn copy con chắc xong thì các bạn mở địa chỉ chocolate của các bạn ra các bạn. Thì các bạn điều kiện các bạn phải có 0.0003 pin bi đi các bạn, rồi các bạn bấm vô gỡ nữa bạn, rồi bạn gì bấm gỡ nữa bạn, 0.004 pin bi đi bạn, rồi bạn dán vào địa chỉ người nhận này các bạn, rồi các bạn chọn số lượng là không nha các bạn, rồi các bạn bấm đi tiếp tục gỡ nè. Rồi sau khi các bạn bấm nút gỡ là xong cái sau khi các bạn gỡ xong bạn bấm đáp lên các bạn thì các bạn sẽ nhận được 10.000 token RTS nha các bạn. Thì mình qua chat nó có list sàn Pancake Swap này các bạn. Thì mình mỗi một địa chỉ claim được có một lần này các bạn. Mình claim nữa không có được các bạn, mình hết phí pin bi để mình vào sàn Pancake Swap qua. Rồi các bạn bấm add con chắc vào các bạn. Anh em bắt cái địa chỉ con chắc tất cả anh em vừa copy. Rồi đây các bạn add con chắc của nó vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm upload. GFT bấm mát nè. Rồi các bạn sẽ swap qua mát thôi coi. Được bao nhiêu ta? Được 10.000 GTF khoảng 0.15 BOT. Thì con này các bạn cứ claim đây đó đi các bạn, sau này chờ lên giá các bạn swap các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.